Chào các bạn đã trở lại với kênh NetMedia CCTV, chuyên mục Kiến thức máy tính. Trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp tục về Google Sheet App Grip và Web App. Cụ thể mình sẽ thực hiện cái Web App để load cái dữ liệu lên trên giao diện web như thế này. Thì các bạn nhìn thấy ở trên màn hình đó, chúng ta có một cái bảng dữ liệu được load lên từ cái sheet dữ liệu bên SPSheet này. Và cái bảng dữ liệu này nó có các chức năng copy, xuất file Excel, xuất file CSV và print. Đồng thời chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm ở trên cái bảng dữ liệu này. Bạn cũng có thể sắp xếp theo thứ tự bằng cách click vào đây. Hoặc là sắp xếp theo tên, theo từng cột đều có sắp xếp. Đối với các cái bảng dữ liệu mà có nhiều cột thì nó sẽ ẩn. Và khi bạn click vào cái mũi tên này, nó sẽ scroll xuống phía dưới. Ở đây chúng ta có thể mở ra một cái link ở trên cái sheet data của SPSheet này theo từng dòng mà các bạn. Ngoài ra khi các bạn chọn xuất file Excel á, thì các bạn click vào đây, nó sẽ tải về cho mình một cái file Excel như thế này. Nếu không thì các bạn cũng có thể là chọn copy, thì nó sẽ copy nội dung vào clipboard. Và sau đó chúng ta có thể là paste lên trên cái file Excel. Ví dụ mình tạo mới một cái file Excel nha. Đây mình Ctrl V nè. Paste nó cũng được. Ngoài ra bạn có thêm một cái chức năng là in. Đó. Lúc này bạn có thể in ra nội dung ha. Tìm kiếm thì bạn gõ vào đây. Nó sẽ tự động search cái nội dung ở trên cái bảng dữ liệu của chúng ta. Để nó hiển thị. Và bạn có thể show từ 10, 25, 50 hoặc là 100 dòng trên các bảng dữ liệu của chúng ta trên nền tảng web app như thế này. Như vậy, việc bạn tạo nên một cái nền tảng web app để load bảng dữ liệu với các cái chức năng như thế này như thế nào? Thì sau đây mình sẽ chia sẻ từng bước một để các bạn có thể thực hiện ứng dụng trong công việc của mình nha. Đầu tiên, trên Google Drive thì các bạn vào New, chọn cho mình mới một cái Google Sheet và trống thôi, blank receipt. Ở đây thì các bạn gõ lại cái tiêu đề cho receipt cho dễ dàng quản lý. Ok, xong thì các bạn sẽ đổi tên lại cho sheet của mình là sheet data. Tiếp tục thì mình sẽ copy một cái bảng dữ liệu sẵn có để làm ví dụ nha các bạn. Như vậy ở đây mình đã có một cái bảng ví dụ gồm có 7 cột như thế này. Các bạn có thể xóa bớt cột hoặc là thêm cột thì vẫn được như thường. Nhưng mà một chút xíu nữa mình sẽ nói về trong cái phần app grip để các bạn có thể dễ dàng thay đổi nha. Xong cái phần chuẩn bị về bảng dữ liệu. Sau đó bạn vào extension, vào app grip nè. Đây là cái phần chúng ta sẽ viết code để load bảng dữ liệu. Đối với code này cũng khá là dài cho nên mình biên tập lại và mình sẽ copy paste lên đây cho nó nhanh. Và mình sẽ nói sơ qua để các bạn hiểu và có thể chỉnh sửa. Đối với cái file code.js này mình sẽ xóa đi. Mình sẽ copy cái nội dung, paste vào file code.js đây. Thì trên cái file code.js này các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái dịch vụ giao diện của cái file web app tên là index. Đó, thì bạn copy, bạn new một cái mới HTML hoặc bạn paste vào để tránh sai tên ha. Ok, chúng ta đã có một cái file index.html. Và mình cũng sẽ copy code bắt vào đây. Như vậy chúng ta đã có hai cái file code.js và index.html. Mình sẽ nói sơ qua bên cái phần code của hai cái file này. Thì phần đầu tiên đây là giao thức để chúng ta tạo cái giao diện người dùng ở dịch vụ HTML trên trang web ha. Còn cái function thứ hai là chúng ta lấy dữ liệu. Và chúng ta lấy dữ liệu từ cái active receipt. Và cái sheet đó tên là data ở đây. Các ở phía dưới này thì chúng ta sử dụng các cái logger này để chúng ta log dữ liệu xem thử thôi. Các bạn có thể xóa bỏ hoặc để vẫn bình thường. Rồi, ở đây là chúng ta sử dụng phím shift để chúng ta lấy cái dữ liệu làm cái header, các dòng đầu tiên. Chúng ta sẽ chuyển sang cái trang HTML index. Thì cái phần đầu tiên trên cái head này thì các bạn phải lấy nguyên. Đây là các cái dịch vụ bootstrap cũng như các cái query. Và cái JS chúng ta không thể nào bỏ được. Nếu bạn bỏ nó sẽ bị lỗi nha. Rồi riêng cái phần style này là chúng ta sẽ định nghĩa cho một số cái style mà chúng ta cần điều chỉnh.
Thì ở đây bạn chú ý là cái màu nền của cái header trong cái bảng dữ liệu của chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi nó bằng cái màu khác, là mã màu nó nằm ở đây. Rồi phần phía dưới này đó là một cái script khá là quan trọng để chúng ta lấy dữ liệu và hiển thị dữ liệu. Thì bạn để ý dữ liệu của chúng ta hiển thị qua cái ID example này, nó sẽ nằm ở cái mục script là ở đây. Rồi trong cái script này á, là bạn không cần để ý nhiều. Bạn chỉ cần để ý một số chỗ để các bạn có thể thay đổi thôi. Ở đây á, là cái chỗ này dùng để chúng ta tạo cái button phía trên cùng. Chỗ copy rồi xuất file Excel và cái print đó các bạn. Và cái email này thì các bạn có thể đổi cái đường dẫn này để chúng ta lấy cái hình ảnh khác. Chỗ mà chúng ta click vào để nó mở sang một cái link mới á. Ngoài ra thì các bạn để ý đây là các cái cột dữ liệu ở bên cái sheet data. Thì ở đây nó có 7 cột, thì các bạn để ý. Đây, 7 cột. Chúng ta lần lượt từ 0 đến 6. Và ở target thì bạn luôn lúc nào cũng để là cái cột cuối cùng ha. Xong xuôi chúng ta sẽ save lại. Rồi, bạn vào deploy, chọn new deployment. Bạn click vào cái bánh răng, bạn chọn là web app. Ở đây bạn có thể điền vài cái mô tả. Dưới cùng thì bạn chọn là anyone. Rồi, chọn deploy thôi. Auto access. Chúng ta chọn một tài khoản Google. Add friend và chọn unset. Chọn allow. Ok, bây giờ bạn đã có một cái web app theo cái đường dẫn URL này. Bạn click vào nó sẽ mở lên. Đó, các bạn sẽ thấy mình đã load được cái bảng dữ liệu từ cái sheet data trên SP Resheet này lên trên giao diện web như thế này ha. Rồi, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta xóa bớt cột để có thể rút ngắn hơn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy trên giao diện này khi mà nhiều cột quá thì nó sẽ tự động rút ngắn lại và nó nằm ở trong cái mũi tên như thế này. Đó, cái hình mà vàng vàng này á, nó sẽ nằm ở trong cái đường dẫn này nè các bạn. Bạn có thể thay đổi cái đường dẫn này để thay đổi cái hình màu vàng đó ha. Khi bạn click vào đây thì dĩ nhiên nó sẽ mở cái đường link mà bạn đã điền ở trên cái cột ghê này. Rồi bây giờ hiện tại các bạn thấy ở trên đây nó gồm có 7 cột. Như vậy mình sẽ xóa 2 cột đi. Để rút ngắn cái bảng dữ liệu của chúng ta lại, mình delete nè. Thì lúc này các bạn sẽ thấy cái bảng dữ liệu của chúng ta chỉ còn 5 cột. Thì dĩ nhiên các bạn phải qua bên cái app grip này nè. Các bạn xóa bớt các cái thông số giá trị này. Mình lấy tới 0 đến 4, nghĩa là 5 cột. Và cái target này mình điền số 4. Lúc đó mình save lại. Rồi, mình vào deploy, test deployment. Test deployment để chúng ta kiểm tra lại xem cái grip của chúng ta chạy trên cái giao diện web nó có đúng hay chưa. Nếu như nó đúng hoàn toàn thì chúng ta tiếp tục là deployment lại để cho nó cập nhật cái web ở cái dạng mới nhất. Đó, lúc này thì các bạn sẽ thấy chúng ta đã rút ngắn lại được cái dữ liệu của chúng ta. Và nếu như bạn muốn rút ngắn hơn nữa thì bạn hoàn toàn có thể bạn xóa luôn cái cột này. Rồi, bạn qua cái app grip á, dĩ nhiên là bạn phải xóa bớt cái giá trị này. Bây giờ chúng ta chỉ còn 4 cột thôi, 0 đến 3 là 4 cột. Và cái target này bạn để ở vị trí số 3. Sau đó bạn save lại. Và chúng ta sẽ refresh lại cái web app của chúng ta. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó tự động nó rút ngắn lại. Và chúng ta sẽ không còn cái mũi tên này nữa. Bởi vì các cái cột nó hiển thị vừa vặn ở trên cái màn hình, cho nên nó không có bị rút gọn lại trong cái mũi tên. Lúc này cái hình mà để mở cái liên kết thì nó nằm ở trên này. Ok, khi mà xong xuôi rồi các bạn thì các bạn cần phải deploy lại cho cập nhật vào cái project của chúng ta. Thì bạn vào manager deployment nha. Rồi bạn sẽ chọn cái deploy nè, tên deploy nãy nè, bạn click vào cái viết. Và ở đây bạn chọn là New Version. Sau đó bạn click vào Deploy. Để chúng ta cập nhật lại các cái code ở trên phiên bản mới. Nếu như không cập nhật thì trên cái đường dẫn URL ban đầu nó sẽ chạy sai so với cái code cuối cùng của chúng ta. Và copy. Mình paste vào đây. Khi các bạn embed vào trong cái blog hoặc website cũng như chia sẻ cho ai đó trên nền tảng web thì bạn chia sẻ bằng cái URL web app cuối cùng này ha. Nó có chữ EXEC nè. Còn cái chữ là DEV
Ở đây là đường dẫn để chúng ta test thôi, chúng ta test trong khi lập trình. Rồi, xong xuôi. Các cái chức năng thì hoạt động rất là ok. Rồi, print đâu cũng ok nè. Đó, bạn tìm ra hai cái dòng thì nó in ra hai cái dòng. Còn nếu như bạn không có tìm thì nó sẽ print tất cả các dòng. Như vậy ở trên đây mình vừa chia sẻ đến các bạn mà cách chúng ta tạo ra một cái data table ở trên nền tảng web app với các cái chức năng khá là thú vị và đẹp mắt như thế này. Đến đây clip xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.